Như quý anh chị cũng đã biết, người xưa có câu rằng cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Vậy rằm tháng giêng vào ngày nào dương lịch? Cách cúng và văn khấn rằm tháng giêng ra sao? Hãy cùng Tử Vi Việt Nam tìm hiểu trong video này nhé! Từ xưa, người Việt Nam đã có quan niệm rằng lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Vậy có gì khác biệt giữa cúng mùng 1 Tết và cúng mùng 1 đầu tháng? Ngày rằm tháng giêng được gọi là Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng Nguyên. Rằm tháng giêng là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Vì vậy, ngày rằm tháng giêng 2024 sẽ rơi vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 dương lịch. Người Việt rất coi trọng việc cúng lễ trong ngày rằm tháng giêng bởi đây là ngày rằm đầu tiên của trong năm mới. Câu nói cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng nhằm ám chỉ tầm quan trọng của việc chuẩn bị lễ tươm tất, dâng thần linh và gia tiên. Ngoài ra thì vào ngày này, người dân có thói quen đi lễ chùa, cầu bình an và may mắn cho mọi người trong gia đình. Vậy chúng ta cần phải cúng như thế nào cho đúng? Thứ nhất, mâm cỗ cúng rằm tháng giêng. Mâm cỗ chay cúng Phật. Một mâm cỗ cúng Phật đầy đủ sẽ bao gồm hoa quả, chè xôi, các món đậu, món canh và món sao. Ngày nay thì mâm cỗ cúng Phật còn có thể là chè trôi nước, và ước nguyện cả năm mọi việc đều trôi chảy, hạnh phúc tròn đầy. Và điều đặc biệt ở mâm cỗ cúng Phật là phải có đủ màu sắc tượng trưng cho ngũ hành. Thứ hai là mâm cỗ cúng gia tiên. Bên cạnh mâm cỗ cúng Phật thì một mâm cỗ rằm với những gia đình không theo đạo Phật sẽ như sau: trong mâm cúng gia tiên sẽ là đồ mặn, sẽ có 4 bát và 6 đĩa, cũng có thể là nhiều hơn. 4 bát sẽ bao gồm ninh măng, bát bóng, bát miến và bát mọc. 6 đĩa bao gồm thịt gà hoặc thịt lợn, giò hoặc chả, nem thính thì có thể thay bằng đĩa xào, dưa muối, đĩa xôi hoặc bánh chưng và bát nước chấm. Văn khấn cúng rằm tháng giêng chuẩn nhất năm 2024. Văn khấn cúng rằm tháng giêng không cần phải quá phức tạp và gia chủ thì có thể tham khảo những mẫu văn khấn như sau. Còn lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương, con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, trừ vị Tôn Thần, con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản Xứ Thổ Địa, Ngài Bản Gia Táo Quân, cùng chư vị Tôn Thần, con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huỳnh, Cô Di, Tỷ Muội, họ nội ngoại, tín chủ chúng con là, ngụ tại. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm gặp Tết Nguyên tiêu, tín chủ chúng con lòng thành sửa sang hương đăng, sắm xanh lễ vật dâng lên trước án. Chúng con kính mời Ngài Bản Cảnh Thanh Hoàng, chư vị Đại Vương, Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa, Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch Tài Thần, cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh, gia tiên nội ngoại họ, nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ chúng con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ, tại gia, về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành, 4 mùa không hạn ách, 8 tiết hưởng an bình. Khấn xong, vái bà vái. Đương nhiên thì một số câu hỏi cũng thường gặp khi cúng rằm tháng giêng. Thứ nhất, cúng rằm tháng giêng vào giờ nào thì đẹp? Thời gian cúng rằm tháng giêng tốt nhất là vào buổi sáng ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Còn đối với các gia đình bận thì có thể làm lễ cúng trước từ ngày 14 tháng giêng, tức là ngày 23 tháng 2 năm 2024. Và lễ cúng rằm tháng giêng thì thường được tiến hành vào giờ ngọ. Vậy quý anh chị có biết sự khác nhau giữa cúng rằm tháng giêng và cúng rằm hàng tháng là như thế nào hay không? Mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thì cũng khác xa so với cúng rằm hàng tháng, vì nó là dịp khá quan trọng nên mâm cỗ thì cũng sẽ đủ đầy hơn khi có thêm sồi gấc và đĩa giò, hương hoa vàng mã, và cũng như văn khấn của rằm tháng giêng thì cũng rất khác so với cúng hàng tháng. Rằm tháng giêng thì nên làm gì? Ngày 14 hoặc ngày 15 của rằm thì người dân sẽ thường lên chùa lễ Phật để cầu bình an và gia tăng phúc thọ. Ngoài ra thì rằm tháng giêng còn là dịp để mọi người việc thiện, phóng sinh, thả đèn hoa đăng, dọn dẹp bàn thờ và làm lễ cúng gia tiên. Cần lưu ý những gì khi cúng rằm tháng giêng? Rằm tháng giêng là ngày rằm lớn nhất trong năm và các bạn cần phải lưu ý khi chuẩn bị mâm cơm cúng và không được để sai sót, và tuyệt đối không cúng rằm tháng giêng bằng hoa giả, trái cây giả, đầu lợn, món chay giả mặn. Ngoài ra thì trong rằm tháng giêng thì người ta còn kiêng kỵ những điều như sau: để thùng gạo trong nhà lộ đáy, vì người xưa cho rằng nếu đầu năm mà thùng gạo trong nhà bị trống thì cả năm sẽ đói kém. kiêng câu cá, và người dân quan niệm rằng câu cá vào ngày trăng tròn sẽ mang đến vận đen, vì thế là không nên. Kiêng nói tục và chửi bậy, nếu ngày rằm mà nói tục chửi bậy thì sẽ mang đến nhiều thị phi. Kiêng quan hệ nam nữ sẽ mang đến xui rủi. Rằm tháng Giêng là một trong những ngày rằm lớn nhất trong năm. Mong rằng qua video này, mọi người đã biết cách cúng rằm tháng Giêng để mang lại nhiều tài lộc và phúc thọ cho gia đình mình. Nếu quý anh chị thấy video hay, hãy để lại cho Tử Vi Việt Nam một like và một đăng ký kênh để xem thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác đến từ kênh Tử Vi Việt Nam.